cụ chính đền phòng nguyên xưa giá ngự trong đền xong. Nguyên cây chín nè giếng cô ngự ở trong bờ toài. Ai 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 ai
36 nan xương ấy đôi quạt đầu, 36 nan xương ấy cô cầm tới quạt thì chín lại thường đến đồng tình tang là tình tang tình ta tính tình nghề ta. Cùng nghe cười bằng bằng vàng đến chúa đây, cùng nghe cười bằng bằng vàng chiếc thoi bằng bằng bạc cô chín ngồi dệt ta theo tình tình ta tình ta tính tình nghề ta. Theo con ly con quy con phượng ở đôi đầu có mặt nguyệt trầu lên nghề cô đã theo dòng tấm vóc dòng nghề cô đã theo dòng dâng lên cũng mẫu cô lấy dành cho đồng ta tính tình ta sàn thánh giá Lạng Sơn chính quán quê nhà cô mười hiển thánh trên tòa sơn trang sàn thánh giá hồi cung mời cô bé Nguyệt Hồ nương thời cắt nhật cô về chứng minh cho đồng nghiệp